định mệnh nghiệt ngã. Tổn thương chất chồng, thế lực che mờ lẽ phải, tình yêu ngọt ngào hiện lên giữa cuộc đời tầm tối. Vòng lao lý có ngăn được ý chí bảo vệ công bằng? Đón xem bộ phim Bảy Thương Trường lúc 13 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, từ ngày 28 tháng 9 năm 2022 trên kênh HTV7.